Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục với lại series ghép auto matching với lại người lạ nhé. Và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với map Tuyết Vigandi này. Vâng, khá là lâu rồi mới chơi lại cái map này luôn. Lần trước thì chơi liên tục. Và hôm nay thì mình có theo chân ông số 2. Không biết là ông này dẫn mình bay vào khu vực nào đây. Một khu vực cũng khá là có nhiều nhà, nhưng mà cực kỳ là xa đường bay luôn á. Đấy, không có một ai luôn bay vào này. Khá là buồn. Mình thì mình cứ thích đầu trận bay vào những cái khu mà nhiều nhà, khu trọng điểm ấy. Bắn nhau luôn từ đầu trận anh em ạ. Một là sẽ nhiều kill hoặc hai là sẽ chết luôn làm trận mới. Không sao hết. Nhưng mà mấy ông này thì chơi khá là cẩn thận. Cứ đi lút dạo và sẽ vào trong bo thì mới bắn nhau thôi. Khi nào đủ đồ thì mới bắn nhau. Chơi rất giống kiểu bắn giải ấy. Ok. Bot à? Khu này có ai đâu? Chắc là bot rồi. Mình đi lốt đồ đã, bây giờ vẫn chưa có mũ, chưa có giáp cơ. Uzi này. Hay là bắn combo Uzi với lại UMP đi. Bắn luôn một loại đạn cho nó dễ lút. Đây, mũ 1. Đùa. Silent. Skyline Silent này. Rồi, vậy là khu vực này có một team luôn. Vâng, rất là mừng khi gần mình có một team. Bây giờ mới được đi bắn nhau đây, nãy giờ toàn đi lốt thôi chán vãi. Số 3 ông táp ai ấy nhỉ? À, trước mặt luôn à? Chắc là khu nhà trước mặt rồi. Bây giờ làm sao công lên được? Không biết là team này có mấy tên đây. Mình đang khá là mông lung. Được, bây giờ sẽ tạt qua bên này để băng qua đường. Ủa đâu vậy? Ô, tên nào đây? Vãi, chờ một tên núp sau hòn đá này. Bên kia. Ủa, chỗ nào ấy nhỉ? À, kia rồi, xe vào này. Đi đâu đây? Chạy đi đâu? Ui, vậy mà không chết kiểu ông này trâu bò thế. Clear rồi à? À được, còn lìa bắt giờ anh em ạ, vãi trưởng thật. Vâng, rất là nhanh. Rồi, té bao bo thôi, đủ đồ rồi. Ơ kìa, đợi ông số 4 kìa. Chạy ngay đi. Đùa, cái ông lái xe còn nhây nữa. Thôi, vãi trưởng cứ nhây kìa. Rồi, biết ngay mà, vâng. Nhây hoài, cuối cùng ông bắn thủng lốp luôn. Mình nhìn là mình biết rồi. Ô, quăng lửa kìa. Rồi xong rồi, tàn sát rồi. Chuẩn bị có vụ tàn sát nhau rồi anh em ạ. Bắt đồng rồi. Đồng đội bắt đồng rồi. Thôi sao. Mẹ mấy ông này chơi nhây thế. Thôi, ui, nó gạt luôn à. Thôi. Xong luôn ông số 4. Mẹ. Mấy ông này chơi cục xúc thế nhở. Đã đùa người ta thì chớ bây giờ còn gạt người ta luôn chứ. Còn đấy, mình mà ông số 4 thì mình cũng bắn bắn vào lốp xe thôi, cái tội cái kiểu nhây nhây. Nhây vừa thôi, nhây quá người ta cũng không vui. Mẹ tội ông số 4 nè, mình đang muốn lại cứu mà mình không dám cứu, lại đây cứu ăn bom chết luôn à. Vãi trở thật mấy bố này, cục xúc đấy. Ôi, đứng xuống bên này luôn. Vào luôn, trời ơi. Ui, bắn nhau kìa, dừng, cho tôi dừng. Đậu xanh. Mẹ cái ông lái xe này ông đi luôn kìa. Quay lại bắn. Mẹ. Biết vậy lúc nãy mình lái xe cho rồi. Trời ông này làm gì vậy? À kìa kìa có xe kìa, đậu xanh. Mình sẽ đi một mình. Cho ông này lái xe khó chịu vãi. Chạy cứ chạy lồng vào không biết. Dừng cũng không muốn dừng mà cũng không muốn cam, chạy hiểu sao. Lại mình chơi với lại mấy ông này luôn, nó đang bắn nhau mình lại mình xen vào là mình luôn có lợi. Nó vừa bắn nhau thì chắc nó cũng yêu máu mà. Giấu xe. Đâu ấy nhỉ? À đây, thấy rồi này. À K98 à. Đây một tên chạy ra này. Rồi, nốc một. Úi giời. Mẹ tí tông mình đây này. Tầng 2 nữa. À quên. Một tên ngay chỗ ô cửa trong nhà luôn. Thì mày nốc 2 rồi.
kìa kìa. À, nó đang kê cửa anh em ạ. Thôi đẩy lên luôn đi, nóc 2 rồi sợ gì nhở. Đây chạy ra cứu này. À vậy là team này có 3 tên thôi. Đây đúng không? Ôi vẫn nóc. À kìa kìa, tên cuối kìa. Sau nhà luôn. Từ từ hồi máu đã. À rồi, clear rồi, hay. Ôi có xe vào nữa. Ôi đi đâu đây, xe gần nổ kìa. Ui. Ôi vãi trưởng, nguyên 4 thằng luôn. Mẹ, một băng Skyline bay 4 thằng luôn. Quá phê. Đậu xanh. Tự nhiên đâu ra một team chạy qua cho mình bắn. Ui bây giờ tha hồ mà lút đồ này. Bỗng chốc dầu. Trời ơi, mấy ông này dẫn mình đi đâu vậy? Lên đồi à? Ôi, khu nhà có người này. À, nó sấy rồi. Đây, hòn đá này đẹp luôn. Một tên này. Nào, ra nào. Kìa ngó này. Có này. À, ông này bắn snipe tốt đấy. Rồi, nó phá lốp xe mình luôn rồi. Mấy ông này lại muốn giữ mình ở lại khô máu đúng không? Không cho mình đi luôn kìa, phá lốp rồi. Ok luôn. Các bạn thích thì mình chiều luôn, đứng đây chơi khô máu với anh em luôn này. Một tên định công lại à? Ôi, MK14 sai lần nữa. Rồi, thấy ở trước mặt luôn, ngay khu nhà này. Không biết là team này mấy tên đây. Một tên vẫn ngay chỗ hòn đá nữa. Team này chắc phải 3 tên đấy. 3 tên là ít đấy, không đùa được. Nó đông lắm. Tên hòn đá này. Lúc nhanh thế. Đây. À, tên kia ăn một viên ốp. À, 3 thằng luôn. Rồi, vậy là team này 3 tên à. Bây giờ làm sao nốc được một tên hoặc 2 tên thì sẽ đẩy lên. Bây giờ chỗ mình không thể đẩy được. Chỗ này trống lắm, mình đẩy lên là mình chết à. Này, ngó này. Smoke kìa. Smoke quăng ra. Tên hòn đá chắc là định smoke để chạy về bạn nó đấy. Mẹ toàn mũ 3 thôi. Giá như mà mình có ốp nhờ. Đây chạy này. Tên này ngó này. Này thì ngó này à, team Hàn Quốc à. Đây này, chạy sang cứu này. Ui yếu lắm rồi, một viên nữa thôi, nốc được 2 là đầy luôn là đẹp rồi. Tiếc thế, nó cứu được rồi, đau lòng thật. Mình không còn xe để mình đẩy vào chứ. Xe nó bắn thùng cũ lốp rồi. À chỗ mình trong bo, đứng đây canh bo luôn. Bọn này ngoài bo rồi anh em ơi. Vâng, cái bo này ủng hộ, bây giờ mình mới để ý bo đấy. Rồi để xem nào, mấy ông này làm ra sao để vào được bo đây. À, tên này cầm ca đấy. Cứ làm lần nữa chứ. Đây, mình sẽ đấu ca với lại ông này luôn này. Ngó này. Này thì ngó rồi, nốc một tên này. Kìa, nó vẫn đang canh cửa kìa. Không thể đẩy lên được. Có 2 team à. Đây rồi. Bây giờ là gạt luôn, không cho cứu nữa. Lại ngó cái tên lúc nãy. Bay đầu rồi còn vẫn cứ ngó nữa. Rồi, vậy là có một team vừa công lại rồi. Hay lắm bạn ơi, và một anh Trung Quốc. Cái tội bắn khều này, mình cứ đứng đây mình bắt luôn cả 2 team. Trên đồi có người à. Cứ kệ bọn trên đồi đi. Cứ lo trước mặt này, đây. Chạy đi đâu, tên Trung Quốc, bây giờ là gạt luôn. Một tên đằng xa nữa. Chạy này. Này thì chạy này. Ui, cái định mệnh. Cái tên đằng sau bắn mình. Trên đồi này. Này thì làm sao nó đứng được lên trên đỉnh ấy nhở. Một viên này. Tiếp nào. Giá như mà có, giá như mà có cốc 6 hoặc cốc 8 nhở. Cốc 4 bắn xa khó vậy. Đây, mình canh cái tên này.
Vẫn là còn một team nữa mà. Mẹ lại bị đằng sau bắn rồi. Tung sờ mốc ra. Phải bắt được cái bọn trong nhà này trước. Rồi ok. Bây giờ đứng đây và bắt cái bọn ngoài boy trước thôi. Đâu rồi bạn ơi? Ủa bo khép vào rồi. Định hồi máu luôn. À kìa kìa. Chạy đi đâu? Bây giờ làm sao chạy vào bo được? Vâng, may sao mà mình đứng chỗ hòn đá cực kỳ đẹp luôn. Ngay sát viền bo như thế này. Chắc là định chạy sang bên kia vào bo à? À đây này. Này thì đâm thẳng này. Vâng, anh Trung Quốc còn lại. Lên xin anh ít đạn 5. Ui, giáp 3 đang mới này. Đạn 5 nữa. Rồi, té vào bo thôi. Ok. Vậy là còn bao nhiêu người nữa nhỉ? 11 người, team mình 3. Vậy là còn 8 nữa. Cố lên nào. Ui, mấy ông kia chạy nhanh đấy. Đợi tôi với, đậu xanh. Ui, ông kia 346m kìa. Sợ thật. Chạy đâu mà chạy xa vậy. Ô, mà mấy ông này đi đằng nào mà lên được trên đỉnh núi nhỉ? À, ông chuột ông ấy nốc được một tên kìa. Thôi sao. Số 2 nằm xuống rồi. Bị gạt luôn rồi. Mấy ông này cao thế. Vừa cao vừa xa như này sao mình lên được. Ôi thôi thấy mợ luôn. Chuột cũng nằm xuống luôn rồi. Thôi vậy chịu thôi. Mình không cứu được rồi. Bây giờ một mình với lại một squad như này thì hơi khó rồi. Mình lại đây mình bắt cái team chỗ bên này trước đã. Bọn kia nó cao quá, không lên được. Kìa kìa, smoke kìa. À, bọn này ngoài bò rồi. Đứng đây mình bắt cái bọn chỗ trong khu nhà này trước đã. Nghe đứng đây càm thì cứ sợ cái bọn trên núi nó lại bắn xuống nữa chứ. Thốn nhờ. Ơ, nằm đây. Này thì nhẫn giả này gạt luôn. Rồi. Ui, bị bắn rồi bạn nó đấy. Không được, mẹ nó nằm. Thốn đấy, cái vòng bo cuối này nó khổ, thốn thật đấy. Nó đã bo ra chỗ khu núi cao như này, nó lại còn bo ra cái chỗ đồng lúa nữa. Khó nhìn vãi trường. Rồi, vào đây làm lò nước đã. Đang còn tận 6 tên nữa cơ. Một team là trên chỗ đầu mình rồi này. Khoai thế nhở. Mình muốn đứng lên trên này mình cam cái bọn chỗ ngoài đồng này, nhưng mà cứ sợ cái bọn trên đỉnh núi đã bắn xuống. Thôi. Cái bọn trên đỉnh núi đấy trong bò rồi. Vậy mình bắt cái bọn cái thằng trước mặt trước đã. Ô. Tên nào đây? What the hội. Ô. Ủa đâu ra cái ông này vậy? Ui ốp này trên đầu luôn. Mới nóc nhà. Không biết là phải bạn nó không nhở. Từ từ đã, mình check xem là ông này ông đi đường nào ông vào được hay vậy. Á đục. À, nó chạy chỗ đằng kia kìa, đậu xanh. Và một team khác à. Rồi, còn 4 người, mình nghĩ chắc là còn 2 team thôi. Một team chỗ bên phải mình và một cái team trên đồi. Trên núi luôn, ngay bên trái luôn. Bây giờ nhặt smoke, đúng rồi. Bo này mình cần smoke. Đây rồi. Ồ thôi. Đấy, biết ngay mà, me, khó chịu thật đấy. Nó đứng lên trên đấy, nó nhìn hết thì làm sao mà đỡ được. Me vào đấy mài lút vào smoke, cũng không để ý. Thôi ok, trận này không được top 1 rồi anh em ạ. À, cái bò nó cuối nó thốn quá. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết clip nha. Bye bye mọi người. Và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.